Phong Lan Quân Phương xin kính chào các bác, cô chú, anh chị em đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên tối ngày 25 tháng 6 năm 2023. Thì khả năng là trời có mưa nên là em không like trực tiếp mà lên cái video chia sẻ đến các bác một số cái mặt hàng là phan trí xanh Huế. Giới thiệu đến một số cái đơn phẩm các bác theo dõi video. Mà hợp với cái đơn nào thì có thể liên hệ đến số 0868 357 345 hoặc là số 0356 726 889. Đấy là hai cái số điện thoại cố định ở nhà em và đã kết nối Zalo. Để không làm mất thời gian của các bác thì em đi chi tiết vào từng đơn luôn. Đầu tiên thì em giới thiệu đến các bác một số cái đơn xanh Huế. Hôm nay em lên 4 đơn xanh Huế nhá. Đơn xanh Huế đầu tiên, bản lá được 4 cm 7 các bác ạ, và có một mầm. Đây, có một mầm. Hiện tại thì cái mầm em đang phủ lại để cho nó đảm bảo. Đơn này em chia sẻ đến các bác là 150.000. 150.000 cho cái đơn xanh Huế này. Đấy, nhà em bao ship 4 cm 7. Đơn xanh Huế số 1. Đơn xanh Huế số 2. Đơn này thì bản lá được 4 cm 5, nhưng mà có hai mầm. Em chia sẻ đến các bác là 180k. Đơn hàng nhà em bao ship. Đơn xanh Huế số 3. Đơn này bản lá được 4 cm 5, cũng có một mầm. Chia sẻ các bác 130k. Những cái đơn Huế em lên chia sẻ cho các bác hầu như là mông củ rất là to và đây. Đấy. Cây thì thi thoảng có những đơn là nó có một chút cái lỗi thôi, chứ cũng không phải là đến cái mức độ mà lỗi nhiều quá. Đấy, cái lỗi có thể chấp nhận được. Các bác vào sưu tầm làm giống và chơi. Đơn xanh Huế số 3, bản lá được 4 cm 5, có một mầm. Em chia sẻ các bác 130k. Đơn xanh Huế số 4, bản lá được 4 cm 2 và có một mầm. Chia sẻ các bác 150k. Đấy là 4 đơn xanh Huế em giới thiệu đến các bác. Tiếp theo là em sang cái phan trí. Đơn phan trí đầu tiên, chung đơn này là phan trí giống lùn. Đây, có cao tầm 30, trên 30, hai đầu. Bên này là một con đang mở lá được 3 cm 7 rồi, còn bên này là đang có một mầm này. Đấy, bên này là có một mầm to này. Đơn này em chia sẻ cho các bác là 750k. 750k cho cái đơn phan trí này các bác nhá. Đấy, các bác có thể sưu tầm làm giống về chơi và khai thác bên này và bên này. Đơn phan trí số 2, bản lá được 5 cm 5 và có hai mầm. Bên này một mầm, một mầm rất là to rồi đó. Đấy, và bên này có một mầm phía dưới cuống hoa. Cây thì duy nhất có một xíu cái lỗi này thì em đã bôi keo cho nó lành rồi. Lá thì cực dày, to đẹp, bản lá 5 cm 5 mà rất là đẹp các bác nhé. Đơn này em chia sẻ các bác là 850k. 850k cho cái đơn phan trí số 2. Đơn phan trí số 3 là một thân tơ tít, bản lá được 4 cm 6, cây sạch đẹp không lỗi, và bên này có một măng. Bên này có một măng. Còn bên này thì cũng đang chuẩn bị xuống bẻ này. Thân tơ tít các bác nhé. Đơn này em cũng chia sẻ các bác là 850k, bản lá 4 cm 6. Ngoài ra thì các bác có thể sưu tầm những cái đơn phan trí 4-5 thân tròn trọng, bản lá 6 cm và 6 cm 4 trở lên. Đây, đơn này thì em đang chia sẻ 4.500.000. Cây này thì có một cái măng này nó bị lỗi thì em không tính này.
các bác khai thác mắt mẩm của cái măng này. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân. Một măng. Mầm nữa thì đang bên kia đang mấy bẹ mầm luôn. 4 triệu 500 nghìn cho cái đơn phan trí này. Siêu to, siêu đẹp luôn. Đấy. Đơn phan trí tiếp theo là bán lá được tầm 6 cm, 5 cm 8 đến 6 cm. Một triệu 300 nghìn. Rất là đẹp luôn. Kiếm sọc thì em giới thiệu đến một số cái đơn. Với những bác nào mà sưu tầm nhận được xe thì em chia sẻ cả chậu. Đấy, còn các bác mà không nhận được xe thì em sẽ bốc ra bỏ gửi bưu điện và lại giảm thêm cho các bác. Đấy, những cái chậu này thì các bác lấy cả chậu thì phải tính tiền và các bác chịu tiền cước xe. Thì em báo giá luôn, báo giá gửi cả chậu nhá. Cái chậu này là em chia sẻ cho các bác là 3 triệu 800 nghìn một thân một măng. Một thân một măng. Chưa có hoa các bác nhá. Con đang lên là bắt đầu có kẻ rồi. Đơn số 2. Gần hai đầu rồi và bên này có một mầm nữa rồi. Đấy. Con đang lên sọc rất là đẹp đấy ạ. Đơn này thì 4 triệu 200 nghìn. 4 triệu 200 nghìn. Đây là chậu quân tử kiếm. Quân tử kiếm thì giá nó vẫn đang còn rất là cao. Ví dụ như cả chậu này em đang chia sẻ 19 triệu rưỡi cơ. Thì ngoài ra cái hàng giống thân tầm 5 triệu, 6 triệu, 5 đến 7 triệu. Cái hàng giống quân tử kiếm thì em cũng có. Em lại không quay nữa. Nếu các bác mà có nhà ý sưu tầm quân tử kiếm thì liên hệ đến số 0868 357 345. Đời mẹ thì nó sọc ít thôi, nhưng mà đời con là nó sọc rất là nhiều. Nói chung là nó sẽ biến thiên. Cái dòng quân tử kiếm này thì sọc nó biến thiên các bác nhé. Nó không ấn định một loại sọc. Có thể nó sẽ ra âm dương, có thể nó vàng cả. Nó nhiều kiểu sọc. Còn đây là đơn sọc phát tài này. Đơn này là một thân này, hai thân này, đơn này đang một măng này. Đơn này em chia sẻ các bác là 4 triệu. Con càng lên càng sọc đẹp. Đấy, trời lại bắt đầu mưa to rồi. Thì em xin phép được xuống live. Các bác cần sưu tầm gì có thể liên hệ đến số 0868 357 345 nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.